Nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ cao su chân máy trước cho dòng xe Audi A5. Bộ cao su chân máy được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn OEM của hãng Lam Honda. Đây, made in Germany. Bộ cao su có chất lượng rất cao cấp. Vậy cũng là chất lượng tương đương với chất lượng chính hãng. Bộ cao su chân máy gồm thân cảm biến điện này. Đây, dây điện cảm biến. Lam Fender logo Lam Fender ZF Germany. Phần cao su. Chất lượng cao su rất hoàn hảo. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.